Thưa quý vị, hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai trong những ngày đầu năm mới tiếp tục có nhiều tín hiệu tích cực. Đã có hơn 45.000 tấn nông sản được xuất khẩu, đạt kim ngạch trên 21 triệu đô la Mỹ, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 50 triệu đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu đạt 23,8 triệu đô la Mỹ, nhập khẩu đạt 25,7 triệu đô la Mỹ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên truyền hình Thông tấn. Kể từ khi Trung Quốc bãi bỏ chính sách Zero Covid, các hoạt động giao thương hàng hóa tại nhiều cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã tấp nập trở lại. Nông sản, đặc biệt là chuối, là mặt hàng có tỷ trọng xuất khẩu gia tăng mạnh trong thời gian qua. Muốn xuất khẩu được các sản phẩm của mình sang thị trường Trung Quốc ổn định thì mình sẽ phải đảm bảo được cái chất lượng của mặt hàng của mình. Do đó là doanh nghiệp cũng tập huấn cho các hộ dân cùng trồng là về những kỹ thuật trồng chuối, rồi cách chăm bón và đóng gói. Theo số liệu thống kê của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai, sau gần một tháng cửa khẩu mở trở lại, đến nay đã có 5.000 lượt, trong đó xuất khẩu là 1.800 xe và nhập khẩu là 2.800 lượt xe. Trong số gần 5.000 lượt xe xuất khẩu hóa đó thì riêng hàng nông hoa sở còn tươi là gần 1.100 xe. Thế và các phương tiện xuất nhập khẩu chủ yếu là xuất khẩu những mặt hàng nông sản như thanh long của Bình Thuận, Ninh Thuận của các tỉnh miền Nam của Việt Nam, cũng như là đối mặt hàng chuối xanh là chủ yếu là các huyện như là của huyện Mường Khương của tỉnh Lào Cai. Hiện nay, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai đã phối hợp với các lực lượng liên ngành cải thiện hạ tầng bến bãi, đẩy nhanh xây dựng cửa khẩu số nhằm tăng năng lực thông quan hàng hóa. Hiện tượng ùn ứ xe thùng rỗng không còn. Các xe nông sản lên đến cửa khẩu Lào Cai cũng được tạo điều kiện thông quan nhanh nhất. Cái chu trình xuất nhập cảnh đối với cả một phương tiện khi chở hàng sang Trung Quốc thì đã được giảm. Trước đây là khoảng 3 đến 5 ngày thì một xe mới có thể xếp dỡ hàng xong. Hiện nay thì rút xuống chỉ còn 1 đến 2 ngày. Với sự đa dạng của các loại trái cây xuất khẩu thì cũng báo hiệu một cái tín hiệu rất là vui cho các hoạt động xuất khẩu nông sản nói chung và trái cây tươi nói riêng và cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành. Trong năm 2023, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 5 tỷ đô la Mỹ, tăng gấp đôi so với năm trước. Tỉnh cũng đang tích cực cải thiện hạ tầng bến bãi, đẩy nhanh xây dựng cửa khẩu số nhằm tăng năng lực thông quan, phấn đấu bình quân mỗi ngày có 600 phương tiện tham gia xuất nhập khẩu. Có thể thấy Trung Quốc là thị trường tiêu thụ chủ lực của nhiều ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là với các loại hàng hóa nông sản và thủy sản. Vâng, và việc Trung Quốc đã khôi phục hoàn toàn xuất nhập khẩu với 5 cửa khẩu ở Lạng Sơn từ ngày 28 tháng 1 đã mang đến kỳ vọng lớn cho các doanh nghiệp cũng như là hoạt động xuất khẩu của Việt Nam. Theo số liệu từ Bộ Công Thương, trong năm 2022, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt trên 162 tỷ đô la Mỹ. Trong đó kim ngạch thương mại hai chiều qua khu kinh tế cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn chiếm 10,12%. Trong tổng kim ngạch thương mại. Với việc Trung Quốc đồng loạt mở cửa thông quan hàng hóa trở lại sau 3 năm gián đoạn vì dịch bệnh, xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là các mặt hàng nông sản, sẽ tăng trưởng mạnh ngay từ tháng đầu năm nay. Hiện nay, đối với hoạt động thông thương hàng hóa, chúng tôi đã triển khai các biện pháp điều chỉnh đối với hàng hóa xuất nhập cảnh, ví dụ như cửa khẩu hữu nghị quan là cửa khẩu giữa Lạng Sơn và Quảng Tây, thì công tác tốc độ và hiệu suất thông quan được nâng lên rất nhiều. Nếu các cơ quan địa phương hai bên làm tốt công tác phân luồng để thông quan, thì có thể đạt được khả năng 600 xe một ngày thông quan qua hữu nghị quan. Tối ưu hóa nữa thì lượng xe xuất khẩu riêng về phía Việt Nam có thể đạt được 500 xe mỗi ngày. Trong thời gian tới, thì ngoài những cái mặt hàng công nghiệp chế biến thì thuộc về cái phạm trù của những cái doanh nghiệp đa quốc gia, thì những cái mặt hàng thuộc nhóm nông sản và thủy sản vẫn là những cái mặt hàng trọng điểm và có tiềm năng. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều điều khó đoán định, thì việc lưu thông hàng hóa xuất khẩu qua các cửa khẩu chính là cơn gió xuôi cho các doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, đi kèm với đó là những ưu tiên về đảm bảo chất lượng hàng hóa để đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu. Cái năm 2022 là một năm mà chúng ta đã mở cửa rất nhiều các sản phẩm chính ngạch của thị trường Trung Quốc, và có lẽ năm 2023 thì chúng ta phải tối ưu hóa cái chất lượng xuất khẩu, chúng ta tối ưu hóa được cái cơ hội để đi sâu các cái sản phẩm nông sản của chúng ta. Trung Quốc là thị trường tiềm năng với 1,4 tỷ dân,
chiếm 19,2% trong cơ cấu thị trường xuất khẩu và vẫn còn nhiều dư địa. Việc Trung Quốc bỏ các quy định kiểm soát ngặt nghèo đối với hàng nhập khẩu đang được nhiều ngành hàng nông sản kỳ vọng đẩy mạnh xuất khẩu trở lại vào thị trường này. Vâng, và theo Ban Quản lý Khu Kinh tế tại các cửa khẩu, tình hình thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa sang Trung Quốc diễn ra rất thuận lợi, không có tình trạng xe hàng ở các cửa khẩu quay đầu về nội địa. Đặc biệt là số lượng xe hàng hóa xuất khẩu sang Trung Quốc những ngày sau Tết đều cao hơn nhiều lần số lượng xe hàng nhập khẩu về Việt Nam. Và với những số liệu đó thì ngành xuất khẩu nông sản của nước ta được kỳ vọng sẽ có những bước tiến sau nhiều năm ảnh hưởng bởi đại dịch.